Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở cái hẻm, con hẻm 507 đường Nguyễn Lương Bằng ở thành phố Đà Nẵng quý vị. Thì ngày hôm nay Phi cũng nhận được cái thông tin của người dân chia sẻ. Tại đây thì có một cô, đây là cô Lan. Thì cô bị cái căn bệnh ung thư vú đã cắt một bên rồi. Bây giờ cô nói chung cuộc sống khó khăn quá, cô phải đi bán vé số để kiếm tiền mưu sinh và chạy chữa. Thì Phi cũng nhận được cái thông tin và đến đây tìm hiểu cũng như là chia sẻ giúp đỡ cho cô. Được biết là cô ở trọ chỗ này. Cô cũng mới đi bán vé số về luôn hả? Cô mới bán về, trời mưa bán có 20 tờ em á. Trời mưa bán được có 20 tờ. Dạ. Hôm nay trời tiếp tục mưa và rất là lạnh luôn. Bây giờ Phi mời quý vị cùng Phi đi vào cái căn trọ của cô để mình cùng tìm hiểu về bệnh tình cũng như là cái hoàn cảnh của cô Lan như thế nào nha. Dạ. Thì cô ở trọ đây lâu chưa cô ạ? Cô ở trọ 15 năm rồi mà giờ có bị bệnh nặng, giờ không có điều kiện, bà con gần xa cho nhiều quá trừ. Có tiền sở trị mà cô không có tiền á trừ. Cô ấy bấy số mà ngày cái 40 nghìn đủ ăn em mấy con, đâu có tiền trả nhà trọ. Ở trọ đây lâu đúng rồi? 15 năm. Ở trọ 15 năm rồi? 15 năm. Dạ. Yeah. Mà hằng ngày là cô đi bán vé số cũng được có mấy chục ngàn thôi. Cô bán mấy chục ngàn nha má, mà trời mưa thì mình đi bán là sáng thì bán có mười mấy tờ. Rồi thôi bây giờ mình vô phòng rồi mình trò chuyện nha. Rồi. Hiện tại là Phi đang ở trong cái căn trọ của cô Bùi Thị Lan. Thì cô là năm nay 63 tuổi cô Lan. 63 tuổi con. Dạ. Rồi thì bây giờ là trong cái giấy tờ của bệnh án thì cô bị giai đoạn 3 đúng không? Ừ. Dạ. Và cô đã cắt lúc nào? Cô cắt là đầu thả Tết, ăn Tết xong bắt đầu tháng Giêng. Ăn Tết xong rồi cô cắt là cũng gần một năm rồi hả? Gần năm rồi. Như vậy là mới bệnh mới phát nên gần một năm nay thôi. Phát là năm rưỡi mà cô không có tiền, cô liều liều đó để ráng. Cô cắt là cô cắt bên nào? Cắt bên đây đây. Hả? Thôi cô không cần vợ dở ra đâu. Bên này đúng không? Ừ. Bên này cắt rồi. Dạ, là nói chung là bệnh năm rưỡi rồi. Nhưng mà cô không có điều kiện cho nên là mới chữa được gần một năm nay thôi. Dạ. Rồi hiện tại là cái tình hình sức khỏe của cô như thế nào? Cô yếu lắm, khi bữa mệt lắm, thở âm rờ, sáng hai ngày nữa sốt mà cũng ráng này bán, bán yếu quá. Bán yếu quá hả? Trời mưa gió này nó đi cũng cực khổ hả? Ngày con tới mừng lắm mà đi thở âm rờ, mệt kinh lắm. Dạ. Rồi cô ở trọ đây là một mình là thôi hả? Cô ở mình mà con bên kia, ở trọ bên kia mà khổ lắm. Thì giao cũng khổ lắm. Lo cho cô cũng gần hai mấy triệu rồi mà chờ nữa vay mượn tạo nghiệp. Vậy sao cô không ở chung với con? Cô ở chung, cô không ở chung vì tánh khó lắm. Dễ thì nên khó. Mà con cháu lên giường nổ nhảy là cô không ưng, cô thích ơn mình. Có nghĩa là bây giờ cô ở trọ một mình bên này, rồi con trai cô ở trọ một mình bên kia. Có qua dọn dẹp cho hắn thôi chứ còn không ở chung được. Ở chung là ở chung bất làm lắm. Rồi này kia nó cũng hơi bất tiện. Phức tạp lắm, làm cháo rồi mình la, đâu lúc muốn giận. Mà nậu sạch con, quá. Con của cô, con trai của cô là làm việc gì, công việc gì? Em kéo xe bò mà khổ lắm. Kéo xe bò hả? Kéo xe bò là dạng như chở là vật liệu, ai kêu chở xi măng rồi cát rồi xúc xe bằng đó, khổ lắm, chống khổ đau lắm. Lo cho mẹ tội lắm. Dạ. Ảnh là ảnh kéo hay là ảnh kéo bộ à? Hay là không, kéo xe? Bỏ lên xe bò, xe Honda chạy. Bỏ xe máy kéo. Như vậy công an nó bắt sao? Đâu lúc cũng phạt đó, phạt mấy trăm đó. Dạ, ảnh là mấy đứa con? Hai thằng. Hai cái thằng hả? Dạ. Rồi hiện tại là cô đi bán vé số là cô bán quanh. Cô đi quanh, đi xe đạp thì sợ di can. Đi bộ thì đi không nổi, có đi xe Honda tành nó đổ xăng, tống xăng lắm. Đi xe Honda hả? Xe Honda bán ít lắm. Xe Honda từ, là mình đi quanh. Đi từ đoạn ngừng cái bán được tờ mua cái chạy tiếp rồi đó. Chứ đi xe đạp là về tối ngủ không được, sưng có vết thương đi. Dạ. Yeah. Lao lắm, lao lành lắm. Rồi cô ở đây là cái phòng trọ này mình thuê là mỗi tháng là mình trả bao nhiêu tiền? Tháng cả điện là hàng 1 triệu đó mà chờ cô cuối tháng không có tiền đâu trả nó cũng buồn lắm. Nhiều đêm ngủ, yêu quẳng đủ thứ đó. Điện nước xong là 1 triệu hả? Điện nước xong 1 triệu. Rồi cũng không biết là bây giờ là lấy cái tiền nào để trả phòng trọ nữa. Thì cậu có điện thoại đó, điện thoại hồi nữa trả góp nó còn để giữ biết để điện liên lạc với con giao cháu nội đó mà cầm biết nữa.
Hiện tại là con cũng thấy là tóc của cô là hình như cũng mới vừa mọc lên hả? Mới mọc á. Mới mọc lên hả? Dạ. Hồi xưa rừng rừng rồi cô để dao cạo trong đó, cô cạo biết, cạo mấy người thâu đường cạo nữa cô, để cho mình. Cô chui, cô vô thuốc là nó rụng hết đúng không? Là mới, rụng. Nó cũng mới vừa mọc lên đây thôi. Dạ. Rồi bây giờ cô có dùng thuốc gì không? Chờ xạ trị tiếp, nếu mà có tiền xạ trị tiếp đó. Có tiền là cô đang trị. Uống thuốc đó mà chờ hết tiền mua rồi. Phải giới thiệu để dành hả, cho tiền mua 1 triệu máy bọc đó mà chờ hết tiền. Bây giờ là có tiền là mình tiếp tục mình xạ trị hả? Cô xạ trị được mấy đợt rồi? Mới 1 lần. Mới 1 đợt thôi hả? Mấy chục tia rồi mà trừ. Cô hỏi mấy người kia là nếu mà cô nhập viện nhiều đợt nữa mới tới Tết, qua Tết mới xạ trị. Dạ. Mà trừ thỏa rồi. Ừ. Rồi gần 1 năm qua là mình chữa ở ở Ung Bướu Đà Nẵng đúng không? Ung Bướu Đà Nẵng con đó. Dạ. Mình ở trọ ở đây là phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hả? Vô cái hẻm 507. 507. Đường Nguyễn Lương Bằng. Đó thì Phi cũng đến đây và chia sẻ giúp cho cô Bùi Thị Lan. Dạ. Yeah. Hiện tại là cô có cái giấy hẹn để tới bệnh viện khám chữa lại không? Giờ cô xuống nhập là được hết, đem cái giấy xuống được hết. À, bao lâu rồi cô xuống viện, bao lâu rồi? Bỏ cục rồi, chờ xuống lại nhập là được. Ngày tháng 8 đến, tới giờ đó hả? Có mấy giấy kia mà cô để đâu trơn đó. Cô xuống viện tính đến nay là bao lâu rồi? Mấy tháng? Chắc mà tháng 10 hay 11 mấy đây này mà cô cái để này tháng 8 này, 29 tháng 8. Còn mấy thời giấy kia nữa, cô dục đâu trơn nữa biết. Đóng luôn rồi. Ừ. 7 ngày nhập viện, 7 ngày nhập viện lần nhiều nữa. Thì hiện tại là cô đã cắt một bên trái quý vị, cắt một bên trái với vú bên trái, nhưng mà không biết là nó có di căn hay không này kia thì cô nghĩ di căn bị cái vết thương này rằng nó sưng lên, nhưng mà xin lỗi con như cái vú thứ hai bên này, thứ ba bên này nè, nó sưng lên hả? Sưng lên kỳ không biết đường nữa. Bây giờ như còn cái cục thịt dư trong đó ra lần lần nó to lên lần hả? Sợ di căn, cô đôi lúc có đi xe nhiều hoặc cái đừng đi xe, mà đi xe nhiều có sợ di căn. Dạ, nếu mà không đi bán thì cũng vậy. Không có tiền, anh con trai là cũng đã lo cho cô được 20 triệu rồi. 20 rồi đó, mà chữ nợ đó. À. Nợ trả lại cho họ tội. Ủa, anh đem vai hả? Vai. Anh vai tiền anh chữa trị cho cô. Chứ đâu có tiền con, chữ vai nợ em lâm. Dạ. Nợ khoảng 50 triệu rồi đó. Rồi công việc của anh có ổn không? Bất thường lắm, trời mưa nó bất thường lắm. Rồi vợ anh làm gì? Đi bán xôi. Vợ anh bán xôi. Tội đó. À. Bán cái bữa được bữa cơ. Vợ anh bán xôi mà anh đi kéo xe lôi đúng không? Thì con học thêm được hai đứa con nữa rồi ở trọ này kia nữa. Ôi, vất vả rồi cũng lắm. Nói chung là cũng mưu sinh kiếm sống cũng vất vả, cũng lo tiền để cho cô chữa bệnh, nhưng mà giờ cũng ngặt quá hả? Ôi. Nhiều đêm nằm ngủ mà con dậy sớm đi bán này đứt ruột lắm, cô nào có khác mình tội. Tự nhiên đau có làm khổ con, giờ cũng nợ rồi cũng lo. Rồi chồng của cô là như thế nào? Nó dị 15 năm rồi. À. Chờ về Sài Gòn cũng có vợ rồi đó. Chú với cô là ly dị 15 năm rồi. Dị 15 năm, 2008 chứ. Chú cũng có gia đình khác rồi. Tạm bồ bà nó thôi chứ cũng chắc lấy tương lai là con gì đây về con chịu. Yeah. Nhiều đêm nằm biết cuộc sống sau này nếu mà còn sống thì biết lấy gì mà sống rồi. Cô lo bằng khoảng cuối tháng này 3 triệu tiền nhờ không biết tiền ra trả. Mình nộp lần 3 tháng hả? 3 tháng. Mà nói quá thì bà chủ có cho một tháng, cho biết là tội, bà chủ nhờ được tội, cho biết. Nói chung là bình thường là lấy 3 tháng một lần. Nhưng mà mình không có là mình nộp tiền tháng hả? Không, bà lấy 3 tháng biết rồi. Lấy 3 tháng một lần rồi. 3 tháng, giờ rồi bà cho tiền, cô góp cho 3 tháng, trừ 3 tháng tiếp rồi đây. Nói chung là cô sống như vậy là cũng giờ nhờ các nhà hảo tâm rồi giúp cho cô. Giúp nhiều lắm. Dạ. Yeah. Chụp hình đồ. À, hạn cô tháng 2, tháng chạp đi cho gạo đồ cũng nhiều lắm, giúp nhiều lắm. Dạ, nhà cô bán một ngày thì được có vài ba chục lắm. Bữa đầu thì cô bán thì được 200, là được 200 họ cho, nó thấy tậu cho thôi chứ còn bữa sau thôi đi chút tiền đâu họ cho miếng. Dạ. Ngày kiếm 50, 60 nữa đâu, đổ xăng hết 20 rồi, còn ăn. Trưa thì bán miếng cơm nữa rồi ăn mắm, con nấu đồ ăn mà đâu có ăn đâu. Để cho con cháu ăn, ăn tội. Bán ý mà. Rồi có đau, thấy đau nhất gì không? Vết thương này nè, thương đau biết. Vết thương là nó đau nhất biết rồi hả? Dạ.
Rồi bây giờ cô có cái mong muốn gì không? Cô nói con... Cô mong là con với Mạnh Thường Quân xa, gần xa giúp đỡ cho cô cuối đời còn sống được ngày nào sống chứ. Nếu mà cuộc sống cô chắc không thọ đó. Cô biết gì đó, linh cảm. Bây giờ cuối đời cuối rồi, cô không biết đang về cầu cứu con, giúp đỡ giùm cô. Để cho cô một ít đồng để cô trả tiền nhà trọ với con bươi chạy để sống. Mới chờ cô vẫn có tiền mua thuốc bổ, mua vài trăm nghìn thuốc bổ gì để rồi hộ mệt bệnh uống. Rồi cô có dùng thuốc tây không? Nếu có tiền cô mua thuốc. Chứ trước giờ cô không dùng thuốc tây hả? Có chứ, cô mua chứ. Hồi xuất viện sang bán phiếu rồi mua mấy trăm nghìn chứ. Cô uống hết rồi mà hết rồi bỏ cuộc, cô không có tiền, cô bỏ cuộc. À, không có tiền cho nên là mình cũng không thể mà tiếp tục điều trị được. Không có tiền cô mua tiếp, uống tiếp với uống thuốc bổ thêm. Nếu mà cái bệnh của cô mà không uống thuốc liên tục thì nó sẽ tiến triển, nó tái phát. Họ nói nhiều lắm mà cô cũng sợ. Nó tái phát rồi nó di căn này kia là mệt lắm. Họ cũng giúp đỡ cô lên Mạnh Thường Quân nhiều lắm mà chưa trả lời, chưa có cao trả lời. Cô cũng hỏi chừng chừng con nó vẫn kêu có. Ta nói có là có nó đó, mà trời thấy cái là có cô mua thuốc bổ uống rồi, mới mua thuốc điều trị. Thuốc mà mua xuống mà vượn biếu mua ở đây không có con ạ, ở đây ăn bốn bại được. Có to đâu hả? Như thuốc mấy kỳ mà tuôn nhiều hóa chất vô mà nông mửa đó. Và có chứ nó bán cho đây nên không có bán được. Đây là những cái giấy tờ bệnh án của cô Bùi Thị Lan đó quý vị. Nó thì nói chung là bệnh của cô là giai đoạn 3A mà giờ cái kinh phí không có để cô tiếp tục điều trị. Cô dừng điều trị là mấy tháng rồi hả? Cô dừng điều trị cũng 2 tháng rồi. Dừng 2 tháng rồi. Chờ cô xuống nhập viện là được hết á. Cô dừng 2 tháng rồi cô thấy cái sức khỏe nó có... Mệt lắm. Mệt hả? Bấy thương luôn á, nó giật giật răng này. Giật giật đôi lúc khó chịu nữa. Giờ cô có là có tiền cô xuống nhập viện. Cái bệnh của cô á, là đã mổ phẫu thuật rồi á, thì phải uống thuốc hàng ngày, phải cầm cự uống thuốc hàng ngày á, cho nó không có tái phát cũng như là không có di căn. Cái còn cô mổ rồi mà cô không uống thuốc á, là nó sẽ tái phát và nó di căn qua những cái bộ phận khác thì sẽ rất là khổ nữa. Bạn bè cũng động viên cơ, mi cố gắng mà chạy mà Phương thấy đường chạy, cô đâu có chạy mượn ai được đâu. Như ba mấy đứa biểu mượn đi rồi sao chịu trách nhiệm trả mà cô mượn ai được. Xin lỗi xin họ 150 họ cho chứ mượn là tiền đó không ai cho. Mượn bây giờ họ phải có nhắm người để họ cho mượn chứ còn mình không có gì hết mà mình mượn thì ai cho mượn đâu. Cô cũng nợ gần 10 triệu chứ mà nhiều người cũng đòi chứ. Cái gì tự đam thấy đường nữa. Chờ cái giết ta, nó chịu trời ta, từ từ ta ai cho, ta sai sẻ, ta trả cho trời, không có tiền. Rồi cô sống đây rồi, thường thường đi bán vé số về là mình mới nấu cơm, nấu nước rồi ăn uống hả? Cơm hầu cô qua bới còn miếng gì ăn nữa. Thức ăn có nấu mà cô ăn được đồ nấu nữa ăn, bây giờ khó ăn lắm, ăn mặn 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 thôi. Ăn uống cũng khó hả? Rồi chiều cô có đi bán không? Chiều cũng 2 giờ cô ra bán hủ tiếu hồ nhập chứ. Tối có đi không? Không, đi không nổi. Đi không tờ nắng thì đi quán nhậu thì bán ít tờ được mà đi không nổi. Chủ yếu là mình xin buổi sáng với xin buổi chiều. Đi cái gì là nằm đắp màn lạnh lắm. Thôi bây giờ thì con cũng thấy được cái hoàn cảnh của cô Lan bây giờ thì cũng rất là khó khăn. Hiện tại thì cô phát bệnh cũng... hơn 1 năm rồi nhưng mà mới chữa được gần 1 năm thôi. Rồi mấy tháng qua là cô cũng không có điều kiện để cô chạy chữa nữa quý vị. Hiện tại thì cô ở trọ trong cái căn trọ nhỏ này, có một người con trai là cũng ở sát bên đúng không? Nhưng mà anh trai thì cuộc sống cũng rất là khó khăn, có 2 đứa con, cho nên là hôm nay Phi cũng đến đây để thay mặt các nhà hảo tâm, trước hết là động viên cái tinh thần cô Lan và cũng hỗ trợ cho cô một cái số tiền để cô có thêm cái điều kiện để cô tiếp tục chữa bệnh nha. Thì cô gửi giúp cho cô Lan số tiền là 15.200.000. Thì trong này là gồm có chị Nguyễn Thị Hồng Nhung
là 1 triệu, cô Hết ở Canada là 1 triệu, chị Phan Thị Phụng là 1 triệu, cô Tâm ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Anna Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Huỳnh Thị Minh Hiếu ở Hồ Chí Minh là 1 triệu, gia đình chị Kim Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Duyên Lưu ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Trúc Trần ở bên Mỹ là 1 triệu 2, chị Hoàng Thị Cẩm Hồng ở Melbourne, Úc là 1 triệu, chị Julia Châu ở bên Mỹ là 2 triệu, gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. Đó thì tổng số tiền là 15.200.000, cô Lan ha. Dạ, cái con gửi cô nha. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.200.000 cô Lan ha. Cô dạ. Cảm ơn con thì lúc đó đồng tiền nó ngạn ngầu lắm, không biết nói sao. Dạ. Thôi cô cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân gần xa thì biết cháu Phi với vui là đời thương cô giúp cô thì cô cảm ơn không biết nói vậy. Yeah. Nói nhiều đạo lắm không biết nói vậy. Yeah. Chân thành cảm ơn nhiều thật. Yeah. Thôi cô cố gắng rồi tiếp tục chạy chữa. Rồi cô có dùng thuốc thuốc nam gì không? Chắc mai cô bắt đầu như cô đi xuống mai thứ sáu cô xuống viện đã. Mai cô nghĩ bằng số cô xuống viện là tính như thế nào thử máu rồi hết nữa. À, xuống kiểm tra lại thử như thế tra toàn quát nữa. Bây giờ cái lưng ngàn qua chẳng giật kinh lắm. Ví dụ đi giật rồi kiểu đau quá giật rồi. Dạ như trời thời tiết nó thay đổi là nó cũng ảnh hưởng. Cảm ơn con nhiều với đó. Ngày đêm cô lo trong con ra kinh lắm. Đâu đêm rồi không? Không biết nói gì hết Phi nữa. Dạ. Yeah. Thôi cô cố gắng rồi cô xuống bệnh viện để mai cô xuống bệnh viện. Chứ còn để lâu quá thì nó sẽ nguy hiểm đến với cô. Ví mai dụ cô dùng thuốc máu rồi làm hết là tổng quát cô lại. Dùng thuốc thì nó sẽ kéo dài cho cô. Chứ còn cô ngưng cô nghĩ là thì nó bạn không... bà nằm trong mấy cô hồi xưa nó cũng có đó. Chữa thuốc hóa chất lần 11 triệu đó. Ok mày cố gắng cho mày nữa. Cái bệnh thì mày đừng nghĩ đơn giản. Mày đi một hoa đi chấp nhận nha, không biết nói sao ấy. Dạ. Yeah. Là mình là cô cũng chuẩn bị cái tâm lý cho mình rồi đúng không? Nói chung là cô... bây giờ mình sống được chừng nào mình sống thôi. Có ông bên dịch vụ đám ma đó, tội nó hầu cô bước chân về nạn. Ông giờ ông kêu sang lo mày có cháy ta cho mày có hồn. À. Rồi cô xuống mua món cái số ông mua. Nói chung mà cô cho tiền cô mà mất là ông cho cô cái hồn. À, ông kêu mày đừng lo với trong cái bệnh đi thì ta biết rồi. Nguyên mày đừng lo hồn lý người ta cho mày có hồn. Yeah. Mà cô làm viện là ông gửi về cho triệu hết triệu ông là đám ma mình nhiều đốt nữa yeah, cho yeah. Tội đó. Bao nhiêu bà con làm ghế mà cho tiền của đứng ở đường của khóc yên nít đó. Tôi lúc hoàn cảnh lái lần bọt mồ nước mắt của họ cũng đâu có vui đâu. Tôi có chị nói chung là bây giờ cô Lan là cũng sống là cũng nhờ vào cái tình thương của tất cả các nhà hảo tâm gần xa quanh quanh rồi họ cũng hỗ trợ họ giúp đỡ cho cô đúng không? Rồi đúng cô cũng đi bán vé số thì cũng nói chung cũng đâu có được bao nhiêu cao là 100.000 mà đủ đổ xăng đồ con đi xoa mới được 100 con ạ. Yeah. Đi trả túc Kim Liên xoa lắm nhưng mà sức cách. Khỏe của cô thì không có đi gì đau vết thương mà cái bình giàu như giàu kia là 30.000 bình cô sức 3 ngày hết chứ má. Yeah. Bạn mua này 150 nghìn cho cô sức đây tối gì chân đụng nhất giật rồi cũng được nó đi. Nói chung là cái thời tiết mà nó thay đổi như thế này thì nó sẽ làm cho cơ thể con người của cô đau nhất đúng không? Mai cô xuống thử máu làm hết là thao cô chân thành cảm ơn các mạnh thường quân gần xa với con nhất là con nhờ con mới cứ được đi con nếu mà con không giúp cô thì không có ngày ở đây đâu. Yeah. Cảm ơn con nhiều rồi thôi cô cố gắng cô tiếp tục cô điều trị chứ còn cô chúc con có sức khỏe mạnh nhiều rồi để giúp cho rồi giờ là cô đang với giấy tờ bệnh án này xuống đúng không? Là xuống bệnh viện là họ sẽ cho cô đây là phải có nhập tờ giấy này không có tờ giấy này là phải có tờ giấy này. Dạ. Hồi chẩn đó. Dạ. Rồi thôi cô giữ gìn sức khỏe rồi cô tiếp tục cô chữa bệnh nha. Giờ thì con cũng xin phép
Để cô nghỉ trưa nữa, bây giờ cũng 1 giờ mấy rồi, cho cô nghỉ trưa rồi. À, cô cũng... Dạ. Hôm nay Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho cô Lan có thêm cái điều kiện để cô tiếp tục điều trị. Thì cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và kính chúc quý cô anh chị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.